Chào mừng quý cô chú anh chị đã đến với cái kênh Rối Dài Nhật Cần Thơ ạ. À. Rối Dài Nhật Cần Thơ lên video vào lúc 12 giờ và 19 giờ hàng ngày nha. Mình có thể gọi số điện thoại ở phía dưới tiêu đề hoặc kết bạn Zalo giùm em để mình có thể lựa chọn và mua được những cái sản phẩm với cái thời gian nhận hàng nhanh nhất nha. Bên em sẽ ship toàn quốc và giao tận nhà cho mình luôn. Chuyển khoản trước thì bên em sẽ re-ship ạ. À. Hôm nay em sẽ có những cái siêu phẩm dành cho quý cô chú anh chị nha. Ngoài những cái túi đeo chéo nam thì em vừa về một cái kiện laptop, cặp laptop to rất là đẹp và những cái thương hiệu lớn nổi tiếng thế giới. Thì quý cô chú anh chị mình đang cần một cái cặp laptop nào đó thì không thể bỏ qua cái kiện hàng này. Ở đầu video em sẽ có một cái sản phẩm thương hiệu Renoma của Pháp. Này, mình nhìn cái form dáng của nó rất là đẹp. Form đứng form như thế này luôn. Nó sẽ phối màu da màu bò nha, phối bò. Đây là da, đây là phần vải. Vải này là cái phần giống như là không phải vải nữa, mà giống như nó là cái hình vát luôn á. Cái chất hình vát mà nó làm cái màu phối giữa hai màu này rất là đẹp luôn. Mình nhìn một cái thương hiệu Renoma của Pháp, thương hiệu nổi tiếng thế giới nha. Đây, vàng khoen của nó nhìn là đã đẹp rồi. Ở phía dưới đây góc cạnh mình nhìn nè, da đẹp, chất hai bên là full da hết giùm em nha. Rồi, cái cặp laptop này thì nó sẽ có cái kích thước ngang là 42, cao lên là 35, 42 x 35. Đi kèm là một cái chìa khóa của cái ổ khóa này. Nó nhìn nó xịn nè. Nó chìa đi kèm luôn và chỉ có một chìa thôi nha quý cô chú anh chị. Đây. Ở phía sau, cái chất này là hình vát giùm em luôn. Tất cả dập hiệu Renoma trên cái phần khoen khóa. Bên trong dập hiệu hãng Renoma đến từ Paris. Đó. Lót này là lót hình vát luôn. Còn ở phía trong này lại là lót da. Trời ơi, đẹp quá. Đó. Nó có hai cái hệ thống ngăn khóa kéo, bên trong là lót da toàn bộ luôn, cái này là cực mới luôn, lót da cực mới luôn ha. Cái form dáng kiểu dáng cũng như cái thương hiệu của Renoma thì mọi người biết rồi, nó là một thương hiệu nổi tiếng thế giới, cho nên nhìn cái chất da cũng như form dáng của cặp thì mình không có gì phải bàn. Ở đây nó làm quả tiếp nè, lên mã liền cái em này, mã 4370, giá 890 quá rẻ cho một cái thương hiệu nổi tiếng thế giới. 4370, 890. Rồi, cái cặp này chắc là em khỏi cần phải để bọc đâu, tại vì vừa lên video sẽ bán liền thôi. Quá đẹp mà, giá lại rẻ. Rồi, cái chiếc cao này thì thương hiệu lớp Đáp London. Đợt này là nói chung là độ mới cao mà thương hiệu mà giá lại mềm nữa, cho nên quý cô chú anh chị mình mua liền để mình xài Tết nha. Đáp London nha. Chất da và độ mới khá là cao, màu đen. Cặp laptop mini, mình đựng những cái laptop nhỏ nhỏ ok. Ngang là 38 và chiều cao là khoảng 30, 38 x 30. Nhìn giùm em cái chất da nó rất mới luôn. Đây, khoen khóa đã có cái chất chống oxy hóa rồi. Nhìn cái da nó làm cái họa tiết nổi nổi ha. Bên trong toàn bộ là lót vải dập hiệu hãng của Đáp London. Đi kèm với cái túi này sẽ là một cái dây đeo chéo nha. Có một cái ngăn để mình cố định, và đây nó dập hiệu Đáp London, cố định cái laptop nhỏ ha. Đáp chỗ này có ngăn khóa kéo, lót vải sạch đẹp hết, không có vấn đề gì cả nha. Rồi, mình nhìn giùm em góc cạnh nè, mới khoảng 90% luôn. Đối với một cái anh hiệu Đáp London nổi tiếng, lên giùm em mã 4363 800, 4363, giá quá mạnh. Đợt này em tự tin em báo là mua được giá quá tốt nha quý cô chú anh chị. Một cái ba lô màu tím, ba lô da mộc nha, da mộc màu tím dành cho các anh nam. Em đo chiều ngang của ba lô là tầm khoảng 33 và chiều cao của ba lô là 40, 33 x 40, da mộc toàn bộ luôn. Ở đây là hai bên nó sẽ có hai cái ngăn, bên trong mình nhìn mặt trong của da nè, mặt trong của da. Còn ở bên ngoài chất da đẹp, da lì, độ mới cao. Cái quai của ba lô á, thì chỗ này chắc tầm khoảng 5 quá, 5 cm. Các anh mình quải ok ha. Đây là da, đây là vải và có thể tăng đưa được ngay chỗ này. Rồi, chiếc ba lô này có gì phải bàn đâu, tại vì nó quá mới rồi. Đây, mặt trong của da. À, Eco luôn, hàng gì mình nhìn chất da thấy đẹp, thương hiệu Eco. Đây là gì đây? Cái nơi để mình có thể móc cái chìa khóa hay gì đó vào ha. Rồi, ba lô này các anh các chú mình lấy liền cái ba lô ha. Lâu lâu em mới có cái ba lô mà kiểu dáng đẹp, da mộc dành cho các anh nam đây.
Các chị nữ thì mình có thể định dạng mẫu du lịch giùm em nha. Lên giùm em mã 4357, giá 790, 4357. Lấy liền con ba lô này. Hình như đợt hàng này về thì em có khoảng hai cái ba lô đẹp đẹp gì không? Rồi, chiếc túi nhỏ gọn mini mình có thể đựng dạng cái tẹp hồ sơ như thế này hoặc quả chéo nha. Rồi, hiện tại nó đang là tẹp hồ sơ đó. Ngang là 30 và cao lên là khoảng 26, 30 x 26. Hàng thương hiệu Gold Lion Anh, thương hiệu về những cái da, túi da nam ha. Rồi, góc cạnh ok, màu này là màu sô-cô-la ha. Gold Lion Anh nhập hiệu luôn. Phía ngoài nó có một cái ngăn lót vải sạch đẹp giùm em nha. Góc cạnh mình thấy là nó chỉ có một vài cái sần sần chỗ này thôi, còn lại rất là mới full da giùm em luôn. Nó full da giùm em luôn. Ở phía trong thì nó có một cái ngăn mất tích 500. Còn bên trong nó dập hiệu trên cái miếng da Gold Lion Anh ha. Nó có những cái ngăn nhỏ, 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn luôn. Và có cái nơi để mình có thể đựng giấy tờ bút viết nè. Rất vải sạch đẹp hết. Rất đẹp. Bây giờ dây mình, một là mình dạng đựng dạng túi hồ sơ, hai là các anh á, mình có thể tăng đưa cái dây đeo chéo này. Đó. Đó, mình dạng đeo chéo ngang như thế này ha. Cái form hộp cực đẹp luôn, em không có độn form gì cả nha. Đó. Rồi, lên giùm em cái mã sản phẩm luôn. 4362, giá 650, 4362. Vừa đeo chéo vừa làm dạng cặp hồ sơ. 4362 thôi, 650. Một cái cặp đựng laptop da thời trang. Nhưng mà nó quá đẹp. Nó mình nhìn cái form giùm em nè. Độ mới như 100% luôn. Cái này là da thời trang thôi nha. Tại vì em thấy ở đây nó làm cái dạng vân xước như thế này. Chắc là da thời trang thôi. Đó. Nhìn như là chưa xài. Các cái góc cạnh đều là da hết luôn. Ở đây mình có thể làm cái kiểu là mình đưa cái quai lên. Còn khi mà mình không xài thì mình đẩy nó xuống. Đó, cái quai này nhìn cũng sang nữa, quai da luôn. Rồi cặp này thì cái form nó quá đẹp, cặp laptop nha. Ngang là 42, cao lên là 30. Đựng được các cái loại laptop to luôn nè. Mình nhìn đường kim mũi chỉ đẹp. Khi mình không sử dụng, mình đẩy cái này xuống. Đó, mình cầm dạng đựng giấy tờ đất gì đó cũng ok nha. Rồi bên trong, bên trong nó đây là cái tag của cái second hand chứ không phải là tag của túi. Nơi này chắc là đựng cái gì nhỏ nhỏ nè, đựng giấy ghi chú gì đó. Chỗ này là có ngăn khóa kéo luôn. Bên trong nó làm một cái dạng mẫu xốp để đứng cái form. Khi mà mình xài á, mình đứng cái form xuống vậy, nó có những cái da lưới và có rất là nhiều ngăn để mình cố định laptop, iPad nha. Ngăn chính thì nó có khóa kéo. Em không động phơm mà nó đứng như thế này thì quý cô chú anh chị mình thấy cái kiểu dáng của cái túi. Lấy liền giùm em nha. Nó không có vấn đề gì phải bàn cãi về cái chiếc túi này. Màu đen, vân xước, rất đẹp, rất mới. Lên giùm em mã 4388, 630, 4388. Rồi một cái hàng, cái cặp phơm giá cổ điển nha. Thương hiệu này là Valentino nha. Qua wow, một dòng thương hiệu Valentino của Ý nha. Cái form chỗ này là tấn kiện nha. Nhưng mà nhìn cái kiểu dáng vậy là biết đẹp rồi. Một cái thương hiệu nổi tiếng thế giới. Ngang là 37 và cao lên là 30. Đựng laptop mini ok. Này, chữ V của Valentino. Phen khóa sáng bóng nha. Mình sử dụng cái tay mình nhấn xuống vậy để mình đẩy lên. Đó. Bên trong đây thì chỗ này là da hết nè. Lót vải dập hiệu Valentino. Một cái Valentino cái gì đây? Giovanni Valentino của Ý nha. Đây, chữ V của Giovanni. Giovanni là một cái giống như là một cái thương hiệu nhỏ của Valentino nè. Nó, một cái thương hiệu Giovanni Valentino của Ý là GV, GV ha. Dập trên cái miếng kim loại luôn. Bên trong đây nó có cái khóa kéo nè. Tất cả đều là dập hiệu hãng trên cái phần vải lót hết. Nó đi kèm với túi là một cái dây đeo chéo. Dây này thì mình nhìn khoen khóa giùm em, nó quá đẹp luôn. Rồi, tất cả đều có cái chất chống oxy hóa hết luôn. Chỗ này mình có thể tăng đưa cái sợi dây được nha.
Valentino của Ý đây. Bên trong mình sẽ có những cái ngăn nhỏ nhỏ đựng bút viết, giấy tờ, thẻ kẹt gì đó. Đây, dập hiệu hãng hết giùm em luôn. Quá xịn. Chất da của nó thì nặng kịch luôn. Cứ đựng sắp tết giùm em nha. Rồi. Đây, nhìn giùm em cái form da. Đối với cái này á, thì mình có thể đeo chéo được hoặc là mình xách dạng cặp như thế này thôi. Rồi lên giùm em cái mã. Ở đây nó có hai cái móc để mình đeo chéo nè. Khuyên khóa thì dập hiệu Valentino hết luôn ha. Mã giùm em là 4394 890.000, 4394. Thương hiệu nổi tiếng thế giới mà chỉ có chưa tới 1 triệu. Cho nên mình mua liền những cái sản phẩm đợt kiện hàng này nha. Tiếp đó em sẽ có những cái túi đeo chéo. Túi đeo chéo dạng sách tay đeo quai. Rồi, cái form mình vừa sách vừa đeo chéo như thế này. Màu nâu. Dạng ở phía dưới đáy bầu bầu ngang là 30 và cao lên tầm khoảng 34. 30 x 34. Nó làm quả tiết ở đây, làm quả tiết chỗ này. Và dập hiệu trên cái phần sản phẩm. Đây mình có ngăn phụ nè. Bên trong mình lót vải ha. Rồi ở phía sau này nó có một cái ngăn nữa. Ngăn chính thì nó có khóa kéo. Những cái chiếc túi này em về rất là nhiều. Chủ yếu kích thước mình thích thì mình lấy liền nha. Rồi về kích thước và về màu sắc. Chiếc túi này em bán giá chỉ có 490.000 thôi. Lên giùm em mã 4315. 490-4315. Một chiếc túi đeo chéo, cái form nó to hơn một tí xíu, vừa đeo chéo vừa xách tay nè. Da của nó dày bịch luôn. Ngang là 33 và cao lên là tầm khoảng 38. 33x38, chất da của nó mới dày. Cái logo ở đây nha. Nó phối màu này là màu sô-cô-la, cũng như ở bên trong lót thì nó sẽ phối màu. Cái chỗ này nó có thấy một cái viền màu cam. Lót vải sạch đẹp giùm em nha. Ngăn chính thì nó có hai hệ thống ngăn chính. Một ngăn nơi đựng thẻ cạc, lót vải sạch đẹp, có ngăn phụ lưới chỗ này. Rồi ngăn này thì mình có nơi đựng bút viết và cái ngăn khóa kéo nhỏ, dập hiệu ở đây. Bên sau này thì một cái ngăn để mình đựng đồ lặt vặt, có khóa kéo. Túi này đó thì nó form nó to hơn, mình vừa xách tay như thế này, mình vừa đeo chéo. Rồi lên giùm em mã 4320, 650. 4320. Chất da của nó rất dày. Độ mới của cái túi da này thì cao hơn. Rồi cái mẫu này em có nhiều, cho nên em đánh giá rất là mềm. Đây, mình dạng xách xách như thế này. Và dây của nó thối vải bố ha. Chất da, độ mới. Cái này em bán rất là nhiều về dạng mẫu túi này rồi. Giá của nó quá mềm, lót vải sạch đẹp, mình xài quăng quật thoải mái, da là da không mềm luôn. Bên trong có khá là nhiều ngăn có khóa kéo. Túi này mình lia nhanh thôi, chất da thì khỏi phải bàn rồi. 4313, 550, 4313. Ở mấy đợt hàng trước đó thì em về túi này nhiều mà em bán cũng khá nhiều và mọi người ưng á, tại vì cái mẫu này nó tiện xài. Đây nữa nè, cũng là một ẻm luôn. Nhưng mà em này thì cái mã khác thôi, chứ cái kiểu dáng form của nó cũng y hệt như vậy thôi. Để em đo lại cái chiều ngang khoảng 28 và cao lên là 34. 28x34 nha. Dập hiệu ở đây, Design in Italy. Mình có thể xách cái này, nó có hai cái nút để mình mở ra để mình cố định cái quay xách mà. Rồi mở ra thì ngang khóa kéo. Cái túi này nó xịn hơn một tí xíu là nó dập hiệu trên cái phần khoen khóa. Và khoen khóa là đồng cổ hết giùm em luôn nè. Đây, đồng cổ hết luôn nha. Rồi bên trong khá là nhiều ngăn. Có ngăn bút viết gì đó, đựng thẻ cạc và hai ngăn dây kéo. Rồi ngăn chính lại có khóa kéo. Giờ mình sẽ gắn cái quai này lại để cố định hai cái quai lại, để mình xách không có bị đau vai. Và dây của nó có thể tăng đưa được giùm em nha. Rồi lên giùm em cái mã sản phẩm 4312, chỉ có 550 thôi. 4312.
đeo chéo này em về nhiều cho nên đáng giá, rất là mềm. Cái thơm của nó. Wow, cái túi này cái làm cái mẫu ở mặt trước đẹp quá. Hermes. Ngang là 31 và chiều cao lên là 34. 31 x 34 dập hiệu Hermes. Này, Hermes. Thương hiệu trên cái phân khóa hết giùm em nha. Rồi, nó khắc chữ hờ của Hermes. Khắc trên cái miếng da đẹp quá. Da thật toàn bộ hết giùm em nha. Ở đây là mình chưa độn phơm cho nên cái phơm túi của nó là phơm dạng đứng như thế này. Rồi. Nhìn da của nó đẹp. Rồi, dập hiệu Hermes hết luôn. Lót vải sạch đẹp nha. Khoen khóa mình nhìn cái dàn khoen là nó cứng mà nó dày ha, sáng bóng. Bên trong nó có hiệu Hermes luôn. Rồi, rất đẹp. Chất da thì không phải bàn. Lên giùm em mã 4326 dành cho một cái thương hiệu nổi tiếng thế giới Hermes 750. Những cái túi công sở mà Hermes á là mình mua giá túi si không cũng trên 1 triệu. Cái này thì lâu lâu nó có đợt hàng của Việt Nam. Một cái túi nam màu đen. Phơm mềm. Ngang là 30, cao lên tầm khoảng 35. 30 x 35. Nó làm cái kiểu ở cái mặt trước nè. Rồi, mặt sau thì nó có một cái ngăn. Mặt trước nó có một cái ngăn nhỏ và lại có một cái ngăn ở bên trước nữa luôn. Ngăn chính của nó có khóa kéo. Bên trong thì nó chỉ có một cái ngăn khóa kéo nhỏ thôi. Còn lại thì chỉ là đựng đồ trong cái ngăn chính. Dây mình có thể xách hoặc đeo chéo. Rồi, nhìn dàn khoen giùm em. Đẹp ha. Lên giùm em cái mã 4331 590 4331. Cái túi phơm mềm. Rồi, em có một cái thương hiệu con lá lanh chất da rất mới. Dạng mẫu trần trám như thế này. Nó làm cái mẫu quả tiết khắc nổi như thế này ha. Nó độ mới rất là cao, mình nhìn cận cảnh. Hiệu nó dập trên cái phần miếng kim loại luôn. Cái phơm này đẹp nè. Độ mới chất da thì mình rất yên tâm. Ngang là 32 và cao lên là 35. 32 x 35. Dập hiệu trên tất cả da khoen khóa hết gon lái anh hết giùm em nha. Rồi, ở mặt sau nó có ngăn khóa kéo. Lót vải sạch đẹp. Ngăn chính của nó thì ở đây là miếng kéo thôi chứ thật ra khoen khóa nó trừa mượt như thế này. Tại em lười. Gon lái anh. Chữ G, gon lái anh ha. Bên trong có ngăn đựng thẻ cạc nhỏ nhỏ gì đó vân vân. Chỗ này chắc mình sọt cái cây viết vô. Này. Đẹp ha. Em lười kéo thôi. Đó. Cái dây của nó là da luôn, mình có thể xách đeo chéo. Lên giùm em mã 4311 590 4311. Rồi có mẫu nào đặc biệt không? Thôi em còn 3 cái nữa thì mình qua nhanh 3 cái này xong rồi em sẽ xem một vài cái túi nữ. Túi nữ chắc em sắp về một cái đợt hàng mới rất là đẹp luôn. Cho nên em sale giá những cái sản phẩm còn em sale giá tốt. Rồi, mình sẽ có một cái chiếc màu nâu như thế này. Ngang là đeo 30. Đeo chéo ha, xách tay, ngang 30, cao 34. Rồi, dập hiệu chỗ này. Bên ngoài nó có một cái ngăn có khóa kéo. Phía sau nó có một cái ngăn có khóa kéo. Và ở đây cũng như những cái chiếc túi khác, nó có cái chỗ để mình đệm cái quai sắt nè. Ngăn chính có khóa kéo luôn giùm em. Mình sẽ có một cái chỗ để mình cố định cái tắp led. Rồi, bên trong thì sạch đẹp ha. Những cái chiếc túi này em bán giá rẻ. Rồi, mình coi lại giùm em cái phơm. Lên giùm em cái mã là 4316 550 4316. Thích mẫu nào thì lấy liền. Rồi, em có một cái đeo chéo đến từ Milano.
nó làm dạng vân xước da thật, dạng vân xước ha, mình đeo chéo vậy thôi. Cái mẫu foam vuông. Rồi, em đo kích thước trước nè. Ngang 32, cao 32 luôn. Foam vuông ngang 32, cao 32 là da thật nó làm vân xước. Đó. Vân xước như thế này ha. Full da. Ở mặt sau mình sẽ có mặt sau là full như thế này, còn mặt trước là nó có một cái ngăn nó kéo. Bên trong lót bên trong là lót da lộn luôn nè. Đẹp quá. Rồi. Hiệu ở đây Champion Milano gì? Một cái chiếc túi đến từ Italy. Hàng gì mình nhìn cái phần lót cũng như cái chất da nó quá đẹp luôn. Made in Italy nha, Milano Italy. Đẹp quá. Nó có cái ngăn khóa kéo nè. Và toàn bộ cái phần khăn khóa nó đều có Milano Italy hết. Milano hết luôn. Rồi chiếc này thì mình có dây bản to. Có cái chỗ để mình tăng đưa. Và ở trên đây nếu mà mình quải thì nó có một cái chỗ để da, để làm cho không có bị đau cái vai của mình. Một chiếc túi đến từ Italy. Form đẹp, mẫu vuông, đeo chéo nha. Rồi mình lên mã liền dùm em là 4024, giá 609. 4024. Chiếc túi đến từ Italy. Rồi em có một cái chiếc túi đeo chéo cuối cùng. Rất đẹp. Không phải da thiệt đâu. Da là thời trang. Nhưng mà nó dập vân cá sấu. Nó nhìn như là da thiệt luôn. Nhìn rất là chất như da cá sấu thiệt. Đó. Bên em báo kỹ ha. Chỉ là dập vân thôi nha. Đó. Mà nhìn như là da cá sấu thiệt luôn á. Đẹp quá. Nó có gù luôn nè. Nó có những cái gù như thế này luôn. Rồi, ở bên đây cũng là dập vân cá sấu luôn. Cái form nó đứng như thế này. Có thương hiệu ha. Có hai hệ thống ngăn luôn. Này. Bên trong lót vải sạch đẹp và nó có dập hiệu hãng của phần vải lót luôn. Rồi bây giờ chiếc túi này thì mình xách như thế này, hoặc mình đeo chéo dây có thể tăng đưa được. Giờ phần khen khóa quá đẹp, quá chất luôn. Rồi nhìn ở bên ngoài thì người ta sẽ nói là đeo một cái đeo chéo và cá sấu luôn á. Rất đẹp. Lên dùm em mã 4085, giá 1,2 triệu. 4085. Chiếc túi rất là mới. Rồi tiếp đến em sẽ theo một vài cái túi nữ nha. Rồi đầu tiên cái chiếc túi màu xanh này của thương hiệu Made in Korea đây. Bingoli, một thương hiệu nổi tiếng của Korea. Ngang là 30 và cao lên là tầm khoảng 26. Màu xanh da trời. Khoen khóa nó có dập hiệu chữ Bingoli của Hàn Quốc. Ở đây nó có 4 cái tinh ốc. Chỗ này mình có thể sắp ở chỗ kim loại nè. Sáng bóng nha. Quay sách ở phía trên đây là phần kim loại nè. Ở phía dưới là full da hết dùm em luôn. Phía sau nó có một cái ngăn lót vải. Có dây đeo chéo và khoen này nếu mình không thích á, mình có thể mở ra. Khoen khóa vàng đồng ha. Dây của nó có thể tăng đưa được nè. Không thích thì mình chỉ cần xách như thế này thôi cũng sang mà. Bên trong thì nó sẽ lót vải sạch đẹp, có ngăn khóa kéo. Đây nó có ngăn nhỏ nhỏ, nó xích 500 nữa nè. Rồi, chiếc túi này á thì hôm nay em sale. Em sale để em về hàng mới nha. Đây giá bán giá 390. Sale còn 300. 300. Lên giùm em cái mã là 3944. 3944. 300. Rồi. 3944 300. Quá rẻ dành cho một cái chiếc túi thương hiệu Made in Korea. Tiếp đến sẽ là một cái ba lô đi. Ba lô rất mới, rất đẹp. Chiếc này thì em sale mà sale ít thôi. Nó sẽ là cái logo thương hiệu của cái con hô con nai gì ở đây nè. Đây là da thật. Đây là da thật dập dập cá sấu nha. Đó. Cái màu của nó là cái màu xám. Dập thương hiệu. Nhưng mà đối với em nha, mình có thể sử dụng cái ở phía sau là dây ba lô khoen khóa đồng sáng bóng luôn. Nhưng mà đối với em thì chiếc túi này mình có thể mở ra vậy nè. Và mình không làm ba lô mà mình chỉ xách tay như thế này là cực sang rồi. Đó. Bên trong nó có ngăn khóa kéo luôn. Phần gót nó đẹp nè.
màu cam. Cực đẹp luôn ha. Nó dập hiệu ở chỗ này. Có ngăn khóa kéo và ngăn khóa kéo quá mới luôn nha. Lót vải nè, màu cam đẹp nha. Mới tinh. Số này em đang bán giá 690 đó. Hôm nay em sale mà sale ít là tại vì nó còn rất đẹp. Full da hết luôn. Full da thật ha. Vừa làm sách tay vừa làm ba lô. Chiếc này em sale giá 500. Rồi lên giùm em mã là 3727 500. 3727 500 dành cho một cái chiếc túi da thật, vừa xách tay vừa ba lô mà độ mới như 100%. Em có một cái ba lô da phơm mềm màu xanh. Màu xanh này là xanh xanh chuối quá. Ngang là khoảng 32 và cao lên 40. Ngang 32-40. Cái mẫu của nó mình có thể làm dạng mẫu xô như thế này, hoặc là mình kéo cái phần nắp xuống vậy, mình buộc chỗ này lại ha, buộc cái đây lại cố định. Và ở phía dưới đây cũng tương tự, mình có một cái sợi dây để mình buộc lại cho nó kéo cái phần phần nắp xuống vậy nè. Dập hiệu trên cái miếng kim loại luôn nè. Ở đây nó có hai cái ngăn charm của nó là da luôn, chất da của mình như mới luôn, mới tinh. Ở phía dưới đáy thì nó có năm cái chấu dây, mình có thể xách dạng vậy hoặc mình đeo ba lô ha. Ba lô thì cái dây đeo ba lô là full da luôn. Nhưng mà chú ý là đối với cái dây này thì mình không có mở ra được nha. Mình không sử dụng thì thôi, chứ nó cố định vào trong cái túi luôn, mình có thể tăng đưa được. Ngăn chính thì mở ra. Bên trong dập hiệu trên cái phần vải lót luôn, có ngăn khóa kéo luôn. Dập hiệu của sản phẩm chỗ này. Rồi ba lô này thì bên đây nó có hai cái ngăn phụ nữa. Ba lô này thì sale bao nhiêu đây? Sale bao nhiêu để mình về hàng mới đây? Giá 650 em sale đồng giá 500 dưới cái ba lô hồi nãy luôn. Rồi, lên giùm em 3907 500. Mã giùm em 3907 500. Tiếp đến là em sẽ có một cái ba lô dành cho các chị đựng du lịch một ngày hoặc là đựng đồ nhiều nè. Chiếc này ba lô này em cũng sale luôn. Ngang là 32 và cao lên là được khoảng 38. 32 x 38. Da thật 100%. Ở phía sau là nó ghép lại, ở phía trước là full da. Có chỗ này là nó hơi bị sờn trong quá trình mình sử dụng nè. Còn lại là ok hết. Góc cạnh khá ok. Chỗ này là quá trình sử dụng nó hơi bị sờn chỗ này. Rồi, phía ngoài nó có một cái ngăn. Ngăn chính đây. Bên trong nó có hai cái ngăn nhỏ để mình có khóa kéo luôn. Rồi, lót vải sạch đẹp giùm em nha. Phía bên hông thì nó có ngăn có khóa kéo. Đây, kéo xuống nha. Tương tự bên đây nó cũng vậy luôn. Phía sau nó lại có ngăn khóa kéo nữa. Rồi, chiếc này thì dây mình sẽ là phối da với vải bố. Ở vải dù chứ. Chiếc này em đang bán giá 490 thôi. Xe chiếc này 400 đi. Rồi, lên giùm em cái mã 3612 400. 3612, giá 400, 3612. Đó, ba lô mình đựng đồ khá nhiều. Một cái thương hiệu châu Âu mà cái phần quai của nó như chưa xài luôn. Nó còn cái phần cố định cái quai như mới nha. Màu của nó là màu ghi, xám ghi. Ngang là 30, ngang là 32 và cao lên là tầm khoảng 26. 32 x 26. Đây là mặt sau nè, mặt trước nè. Rồi, ở đây nó dập hiệu trên cái miếng kim loại vàng đồng. Dây của nó là có thể đi kèm dập hiệu trên cái phần khóa khoen này luôn ha. Dây mình đeo chéo được nè. Nếu mình không có sử dụng dây thì mình mở ra. Mở ra và mình xách như thế này là nó đã sang rồi. Ở phía dưới thì nó có 4 chấu. Rồi, ngăn chính có khóa kéo. Bên trong lót vải, tất cả khoen khóa đều có dập hiệu hết nè. Lót vải nha. Rồi, chiếc túi này hôm nay giá bán sale em đang bán giá 490.
em sale là chiếc này thì chỉ sale được có 42 thôi, quá mới quá đẹp, giá 42, mã giùm em 3794, giá 420, 3794 giá 42. Em sale để mọi người mua để em có thể về hàng mới thôi, chứ chiếc túi này thì không có vấn đề gì cả ha. Giá 420, 3742. Rồi em có một cái ba lô nữ thương hiệu gì Bass. Chắc cái này là các anh nam mình nếu bông chen thì vẫn sử dụng được. Đó, ngang là 27, cao lên tầm khoảng 40, 27 x 40. Cái mẫu này các anh nam sử dụng được, tại vì cái dây đeo phía sau là bản to. Nữ thì mình xài đi du lịch thoải mái luôn. Ở đây là full da hết toàn bộ. Đó, ở ngoài nó có một cái ngăn vậy. Bên trong thì ngăn chính mình sẽ là thấy cái ngăn dập hiệu ở đây. Đất này thương hiệu nổi tiếng hình như của Đức ấy. Em nhớ em có sợ. Đây là bên trong lót vải nè, có khá là nhiều ngăn nhỏ nhỏ ở bên trong. Dây đeo của nó là da luôn. Rồi, hai hệ thống khóa kéo của ngăn chính. Dây này thì cố định rồi, các anh nam mình bông chen, tại vì để em đo cái bề ngang của cái dây 4 cm nha, các anh nam mình có thể sử dụng được mà. Dây đeo thì mình có thể đong đưa được giùm em. Rồi, cái mã này hôm nay giá em đang bán là như ta 700 ha. Em sale cho mọi người mua để em về hàng là giá 600 luôn đi. Rồi, lên giùm em mã 3889 600. Dập thương hiệu trên cái phần dây luôn nè, đất. 3 gì? 3889 600. 3889 600. Rồi, một cái ba lô nam nữ đều sử dụng được nha, 600. Rồi, chiếc túi xách tay cuối cùng em sale nữa là các em có video nha. Rồi, chiếc xách tay nữ. Wow, sam dai, nhìn chất da là biết thương hiệu đẹp, thương hiệu nổi tiếng, kiểu dáng nó cũng khá là đẹp, ngang 34 và cao lên là khoảng 28. Cái mẫu mình nhìn cái miệng túi nha, chất da thì mình zoom gần giùm em, góc cạnh nó làm những cái bo đường bo nét rất đẹp. Đây, cái miệng túi nè, độ mới khá cao ha. Rồi, nó làm cái kiểu đẹp á, khoen khóa thì nó to như thế này. Và nó làm những cái khoen đều có cái chất chống oxy hóa hết rồi. Này, khoen này nó to ha. Rồi, chỗ này nó có cái cham da đi kèm, dập hiệu ở trên đây là Samsuna, Samzai nè. Bên ngoài nó có một cái ngăn khóa kéo. Bên trong là lót vải và dập hiệu Samzai luôn. Chiếc túi này thì cái ngăn chính nó có khóa kéo, ngoài ra thì nó có hai ngăn phụ, nó cấp 500. Dập hiệu trên cái phần khóa kéo luôn, xanh dài. Phía trong thì nó có ngăn khóa kéo nhỏ cho mình nè, xanh dài. Đây có ngăn khóa kéo hay dập hiệu hết toàn bộ sản phẩm. Rồi, chiếc này thì em bán giá quá mềm cho nên em không có sale đâu. Giá quá mềm so với một cái thương hiệu như thế này, lên giùm em mã 3880 giá 450. 3880 450 quá đẹp. Rồi, kết thúc cái video ngày hôm nay thì chúc quý cô chú anh chị mình có thể lựa chọn được những cái sản phẩm ưng ý và mình inbox liền vào cái kênh Túi Giày Nhật Cần Thơ cũng như theo dõi trang để mình có thể lựa chọn được những cái sản phẩm mình xài Tết cũng như là những cái túi da mà chất cực đẹp của những cái thương hiệu lớn ở trên thế giới nha. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại. Hy vọng rằng là em sẽ có những cái đợt hàng về tiếp tục trước Tết để mình phục vụ cho nhu cầu xài Tết của quý cô chú anh chị nha. Trân trọng. Xin hẹn gặp lại ạ.